Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình YouTube do Thế Sơn Toyota thực hiện. Nếu quý vị đang quyết định mua chiếc xe Fortuner máy xăng một câu này bằng hình thức trả thẳng hay trả góp thì hãy theo dõi hết video ngày hôm nay. Toyota Fortuner 2019 ra mắt thị trường ô tô Việt Nam, thay chân cho thế hệ cũ, không hổ danh là một chiếc xe chủ lực của thương hiệu xe hơi Nhật. Fortuner 2019 nhanh chóng thu hút lượng lớn đơn đặt hàng chỉ sau vài tháng ra mắt và tiếp tục trở thành mẫu SUV 7 chỗ ăn khách nhất tại nước ta. Fortuner 2.7 AT là một trong những dòng xe SUV 7 chỗ máy xăng hiếm hoi trong phân khúc xe SUV gia đình hiện nay. Kiểu dáng cải tiến hoàn toàn mới, hệ thống an toàn đầy đủ và thiết kế mạnh mẽ. Giá xe lại không quá đắt với mức tiêu hao nhiên liệu khá khiêm tốn so với cùng phân khúc. Toyota Fortuner đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng muốn sắm cho một chiếc xe sử dụng gia đình và công việc. Do đó, sự lựa chọn vay mua xe trả góp để sở hữu một chiếc xe hot này ngay tại thời điểm hiện tại được khách hàng vô cùng quan tâm, đặc biệt là những khách hàng chưa có đủ tiềm lực tài chính để mua chiếc xe và cần đến sự hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng. Và video ngày hôm nay, Thế Sơn sẽ cùng với quý vị tính các chi phí ban đầu, thủ tục trả góp, lãi suất của chiếc xe. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Chiếc xe với giá niêm yết là 1 tỷ 150 triệu đồng và 1 tỷ 158 triệu đồng đối với phiên bản màu trắng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ 80%, tương đương với 920 triệu đồng. Số tiền đối ứng 20%, tương đương với 230 triệu đồng. Số tiền khách hàng cần trả trước, tương đương với 20%, cộng với chi phí đăng ký xe bao gồm lệ phí trước bạ 115 triệu đồng, lệ phí đăng ký biển số là 11 triệu đồng đối với khách hàng thành phố và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh, đăng kiểm 340.000 đồng, lệ phí sửa chữa cầu đường 1.560.000 đồng đối với khách hàng cá nhân và 2.160.000 đồng đối với khách hàng doanh nghiệp, bảo hiểm bắt buộc 950.000 đồng, bảo hiểm vật chất xe 17.825.000 đồng. Vậy tổng chi phí khách hàng cần trả trước là 376 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp 0911 55 4455 để Thế Sơn tư vấn trực tiếp. Và bây giờ quý vị hãy theo dõi bảng tạm tính, chi tiết tiền gốc, lãi hàng tháng cũng như hồ sơ, giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị khi mua xe. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí.
Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng.
Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.